Điều bất ngờ nhất là ông hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh cũng xuất hiện trong lễ giỗ của soạn giả nghệ sĩ Bạch Mai. Ông ăn mặc giản dị, thần thái hơi thẫn thờ vì mới vượt qua được cơn bạo bệnh. Nam nghệ sĩ gầy trơ xương, mắt trũng sâu, tay chân gầy guộc, trông rất tiểu tụy khiến ai cũng xót xa. Bình tĩnh cho biết ba nuôi đang bệnh nặng nhưng ông vẫn cố đến thắp hương cho mẹ ruột của mình, dù chỉ 5 hay 10 phút cũng chịu. Tấm lòng của Vũ Linh dành cho đàn chị qua cô gây xúc động với công chúng. Ông hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh xuất hiện tại lễ giỗ của cố soạn giả nghệ sĩ Bạch Mai. Ông tiểu tụy chỉ còn da bọc xương. Thông tin tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đang khiến cho nhiều người lo lắng. Cách đây không lâu, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ bất ngờ đăng tải bài viết liên quan đến tình hình sức khỏe hiện tại của ông hoàng cải lương Vũ Linh, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Không chỉ vậy, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ còn cho biết khi hay tin nghệ sĩ Vũ Linh mắc bỏ bệnh, nghệ sĩ Lê Thủy cùng anh em trong nghề đã tức tốc đến thăm. Sau khi bài viết của Thoại Mỹ được đăng tải, không ít người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp đã vào bình luận, để lại lời động viên, an ủi, hỏi thăm nghệ sĩ Vũ Linh. Không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng của mình và cầu mong cho nam nghệ sĩ sớm hồi phục. Anh Linh hát hay lắm, mong anh hết bệnh để phục vụ khán giả, bạn bè anh đến thăm anh thật cảm động. Không những nghệ sĩ thương anh mà cả khán giả nữa. Chúc anh Vũ Linh mau khỏe để tiếp tục con đường nghệ thuật. Thương cậu năm qua, cầu mong cậu mau lành bệnh và sống một đời vui vẻ, mạnh khỏe. Xin chúc nghệ sĩ Vũ Linh sức khỏe và sớm bình phục để được mang lại những lời ca tiếng hát mà nhiều khán giả yêu thích ạ. Thương cô Lê Thủy cùng các cô đến thăm chú Vũ Linh. Em kính lời cầu nguyện cho chú mau khỏe mạnh, bình an. Không chỉ vậy, trong những bức ảnh chụp cùng nghệ sĩ khác, nghệ sĩ Vũ Linh trông gầy guộc và có vẻ bơ phờ hơn rất nhiều. Điều này càng khiến người hâm mộ xót xa, hy vọng anh sẽ sớm hồi phục lại sức khỏe. Nghệ sĩ Vũ Linh chụp hình cùng các anh em nghệ sĩ nhưng lộ rõ vẻ gầy guộc xanh xao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.